Hi, xin chào các bạn. Đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình. Thì mình là Duy, chủ nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Thì Duy đang chuẩn bị giao chiếc xe về thành phố La Ghi, tỉnh Bình Thuận cho một anh khách hàng cực kỳ dễ thương. Thì lần này mình giao xe cho anh Chiến, nhưng mà chưa gặp anh Chiến bao giờ luôn. Thì chỉ nói và làm việc qua điện thoại thôi các bạn. Thì anh Chiến đặt cọc đến lúc mà anh Chiến nhận xe hoặc là mình làm tất cả mọi thứ luôn, nhưng mà đều là trao đổi qua điện thoại hết. Thì bây giờ Duy đang chuẩn bị xe để mà chạy xuống để gặp anh Chiến đây. Thì một lát nữa thì khi mà đến gặp anh Chiến thì Duy sẽ cho các bạn gặp anh Chiến luôn. Ok các bạn nha. Với lại một điều nữa thì một ngày hôm nay là một ngày rất là đặc biệt, bởi vì là chiếc xe của anh Chiến á được chở bởi một chiếc xe vận chuyển, nhưng mà chiếc xe vận chuyển này là chiếc xe vận chuyển mà anh Sĩ vừa mới đóng luôn, cho nên là đây là bữa mà khai trương chiếc xe vận chuyển của anh Sĩ luôn. Thì Duy sẽ cho anh Sĩ giới thiệu sơ về chiếc xe này cho các bạn xem nha. Anh Sĩ giới thiệu cho các bạn xem chiếc xe vận chuyển của anh Sĩ nha. Xe này thì nói chung là xe mới đóng á, hôm nay là chuyến đầu tiên luôn á. Thì mình chở cái dòng xe này nên là cũng đóng mấy con xe sao nhìn cho nó phù hợp với cái dòng xe mạc này. Thì hôm cái chiếc xe này nó có cái ưu điểm gì hay là có cái hay gì không anh Sĩ? Thì nó được cái là nó sử dụng bằng điều khiển từ xa thôi. À, với lại xe thì có thể hạ sàn tới sát đất luôn á. Thì mấy dòng xe mà gầm thấp hay là gì mình cũng cứ chở được. Ví dụ như Ferrari hay là Lambo gì chở được hết. À, đấy, nó dùng bằng điều khiển từ xa. Mấy cái nút này là sao? Thì chị giới thiệu cho các bạn sơ mấy cái nút bấm này. Cái này là ra cái thớt này, cái này là vào này, còn cái này là nâng hạ cái bàn xuống để mình lên xe, còn cái này là sử dụng chân trống, còn hai cái dưới này là cáp tời á, mỗi lúc cái xe mà có gặp vấn đề gì á mà không nổ máy được thì mình dùng cáp mình kéo nó lên. À, wow, xe mới quá chị ơi, bữa nay ngày khai trương luôn nè. Ok thôi, bây giờ anh em mình đi nha, để cho các bạn xem lại phía trước chiếc xe. Anh Sĩ khi nào bật cái còi hú này lên được anh Sĩ, lát nữa mình bật mình chạy được không? Đó, tí mình chạy rồi. Lát nữa mình bật cho bà bật còi hú chạy luôn nha. Rồi, ok. Đó các bạn thấy không, chiếc xe để lên trên chiếc xe thớt rất là đẹp, rất là gọn gàng luôn. Ok, bây giờ thì Duy sẽ cùng anh Sĩ đi ra thành phố La Ghi. Hẹn gặp mọi người. Rồi, ok, cảm ơn nhiều. Đi. Trời ơi, xinh quá. Okay, okay, em quay qua đây, quay qua đây. Không. Mấy khi gặp nãy xinh. Cái lane này anh Sĩ đi phải đi đi trong đây nè, có nhiều người không biết á, cái lên trên đây cái là quẹo ra ngoài đó liền là bị công an phạt liền. Đúng rồi. Hả? Mình phải đi theo cái lane này, đúng rồi, ở đấy nó có những cái phạt,
phải lên tới cái vạch đứt này nè mới ra được. Tại vì em biết, bởi vì là lúc mà cái đoạn đường cao tốc này nó mới làm á, thì lên trên đây hay gặp công an giao thông đứng á, và coi như là nhiều cái xe bị bắt. Sự cái lần giao xe này thì mình chưa bao giờ gặp anh Chiến luôn các bạn. Toàn là chỉ là nói chuyện qua điện thoại, rồi từ lúc mà anh Chiến đặt cọc đến lúc anh Chiến thanh toán và nhận xe thôi. Ngày hôm nay thì bây giờ Di mới xuống gặp anh Chiến để giao chiếc xe nè. Thì mỗi khi là cái công việc mà xem xe cũng như là trước khi thanh toán, thường là khách hàng sẽ coi xe trước hay là kiểm tra. Nhưng mà do anh Chiến nhiều khi công việc ở tỉnh cũng khá là bận rộn, cho nên là Chiến bàn giao hết cho Duy luôn. Tất cả mọi thứ để Duy kiểm tra rồi làm mọi thứ hết cho anh Chiến. Chỉ là làm tới đâu rồi mình thông báo cho anh Chiến tới đó, cũng như là báo cáo anh Chiến qua điện thoại thôi. Đó, thì mọi thứ là đã xong hết rồi. Thì ngày hôm nay Duy chỉ việc là giao xe và gặp anh Chiến các bạn. Anh Sĩ có nói gì không anh Sĩ? Nói gì? Giới thiệu gì về anh Sĩ, năm nay nhiêu tuổi, hay là vợ con sao cho các bạn trên YouTube biết chứ. Bữa giờ thì cũng gặp anh Sĩ nhiều rồi, chắc cũng chưa biết gì về anh Sĩ đâu. Thôi thật đấy thì thôi đi. Sao anh Sĩ? Thì mình cũng quê là ngoài Nghệ An á, vào đây thì thuê trọ, ở trong thuê trọ đi làm vào đây cũng khá lâu rồi đó. Còn về cuộc sống thì mình thì năm nay 34 tuổi rồi. Con thì có thằng nhóc được hơn 4 tuổi, giờ con đang ở nhà với ông bà đi học đó. À, ông bà quê ha. Gần Tết rồi, đang mong tới Tết để về quê với con. À, dự kiến thì khi nào anh Sĩ về nghỉ Tết? Tầm 27 Tết thì mới bắt đầu ở đây đi về. À. Còn vợ thì bà xã thì về trước. Anh Sĩ là về bằng máy bay hay là gì, hay đi xe? Tại vì cũng không chính xác được ngày về, nên là về lúc nào thì đi xe đò thôi. À, cho máy bay thì anh đã book trước á, không mà không vé. Máy bay thì phải mua trước cả tháng, hơn tháng. Mình không chắc chắn ngày về. Lần này anh Sĩ về quê ăn Tết thì khoảng khi nào vào? Hay là chắc là mẹt làm anh phải vào lại đúng không? Lần này thì chắc qua 15 thì mới vào, qua rằm. Ồ, nghỉ Tết dữ vậy? Thì như dịp này thì có mấy anh em người trong này chạy á. Lúc đầu năm thì mấy anh em trong này chạy trước và mình ở xa thì mình vào sau. À, mình xin vào sau được ha. Ở đây nhiều khi có việc thì mấy anh em đây hỗ trợ. Đúng rồi. À. Ok, thì Tết năm nào cũng như mọi năm đúng không anh Sĩ? Đúng rồi, năm nào cũng về hết á. Mỗi năm thì cũng về được khoảng 2 lần gì đấy, Tết nữa là tính là 5-3 lần. Em thì quê gần hơn, cho nên là cái việc mà đi về quê đối với em thì nó cũng đơn giản thôi. Đó, anh Sĩ thì mỗi lần về quê thì rất là khó bởi vì xa quá. Nhìn chung 1.300 km. Em thì về xe nào, xe cũng được, về xe máy cũng được, về xe ô tô cũng được, cho nên là lúc nào cũng có thể về tại vì nó gần. Ở Đồng Tháp. Về chắc vui lắm ha anh Sĩ ha, về quê vui ha. Đúng rồi, Tết về gia đình mình thì gọi là đại gia đình luôn á. Gia đình đông anh chị em lắm. Đi làm mọi người mọi nơi, bây giờ có gia đình hết rồi cũng phải đi làm lo cho gia đình nhỏ của mình, thế là Tết về là gặp nhau vui lắm luôn. Thì chắc chắn là mấy bạn xem cái video clip này thì cũng nhiều khi giống như anh em mình thôi, thì ai cũng vậy mà, đều đi rồi. Học rồi lớn lên rồi đi làm rồi có gia đình đó, rồi cũng phải là Tết thì tất cả mọi người đều phải về quê vậy thôi, ai cũng vậy mà.
tới Tết là mình giống như trẻ lại mà, giống thời con nít mà mong sao tới Tết để mà thổi bong bóng đi chơi. Làm cả năm thì cũng tới ngày Tết nó thoải mái. Anh sĩ ơi, có cảnh sát, anh sĩ ơi. Phía trước là một trạm của mấy anh cảnh sát làm việc này. À. Lúc đi xe cứ tốt nhất là cứ kiếm cái máy quay hay là cái gì cứ để đấy là mấy chú không bắt đâu. Vì em cầm máy quay này xuống cho anh sĩ ha. Không quay cũng cầm luôn nha. Cứ cầm hoài nên là đi cũng được. Ok. Bây giờ mình tới thị xã La Ghi rồi, thì còn khoảng tầm 11 cây số nữa sẽ đến nhà anh Chiến rồi. Tại vì nhà anh Chiến thì cách thành phố La Ghi khoảng mười mấy cây số. Anh Chiến ở gần cái khu du lịch là Dinh Thầy Thiếm á, cho nên là hiện tại bây giờ mình đang trên đường đi qua anh Chiến đây. Ở đây thì là thị xã La Ghi. Nhưng mà cái trên cái con đường này nó đặc biệt một cái các bạn, là hai bên đường thì được trang trí rất là nhiều những cây thông, thì cây thông Noel á, cho nên là cái khu vực này thì mình nghĩ chắc chắn là cái xóm này là xóm đạo rồi, bởi vì các bạn thấy không, xuống trên đường đi nè, đó rất là nhiều những cây thông mà có đèn trang trí á, thì buổi tối thì Duy nghĩ cái đoạn đường này sẽ rất là đẹp luôn á. Hiện tại ban ngày thì mình thấy như vậy thôi, nhưng mà ban đêm bảo đảm cái đường này nó rất là lung linh luôn. Và hầu như là ở đây á, là cái phần mà mỗi nhà đều có gần như là trang trí cho mình một cái hang đá hả? Hang đá. Anh đạo gì anh chị? Không có đạo. Không có đạo hả? À. Đó các bạn thấy không? Buổi tối thì chắc là rất là đẹp luôn á. Và coi như là cái đoạn đường này nó rất là dài luôn các bạn, nhưng mà là hồi nãy giờ mình đi rất là lâu rồi, nhưng mà vẫn còn những cái cây Noel á, những cái thông Noel mà đèn chớp như thế này nè. Đó. Cái này là buổi tối thì lung linh luôn á. Ừ, buổi tối rất là đẹp. Ở Bình Thuận á thì cái thanh long là một đặc sản các bạn nha. Đó, thấy thanh long đây. Rất là nhiều thanh long, đi hai bên đường rất là nhiều thanh long. Đó, hang đá đó anh. Ở đây cũng có nè. Sớm này là sớm đạo chắc chắn luôn á anh sĩ. Ừ. Anh này anh Chiến hả? Đúng rồi. Mình đậu đây mình xuống xe được không? Xe đậu như thế. Nè, nhà anh Chiến nè, ga nè. Cái nhà này có hả? À. Nhưng mà anh đậu xuống hẻm. Anh Chiến. Mở cửa em ơi. Chiến ơi, khỏe không? À, em khỏe em. Chào em. Trời ơi, đài Duy nè. Dạ. Ừ. Phim nha. Đây là anh Chiến nè các bạn ơi. Chào. Dạ. Chào Chiến thơm xuống. À, anh sĩ ơi, chắc anh sĩ mình xuống đây luôn đi. Mình vô xíu á, mình vô đây luôn đi anh sĩ, vô đây luôn đi. Anh Chiến dài dữ vậy ta. Mình thả xuống đi anh sĩ ơi, mình thả xuống trước đi rồi mình đậu xe lại sao anh sĩ? Cứ thả xuống đi anh.
Dạ em ơi. Dạ luôn á. Bữa nay anh cũng gặp em được luôn. Cứ qua đi thôi. Dạ. Đây là nhận xe này. Bận quá ha anh. Ừ, công việc anh chị từ 6 giờ sáng tới 8 rưỡi tối. Ngày nào cũng vậy hả? Cứ lây quay vậy suốt. Ừ. Không có sao mà. À rồi, cảm ơn, cảm ơn. Ủa xe của ông chứ mấy xe của ổng hả? Trời ơi, đủ rồi, tưởng xe của ổng nha. Hả? Đủ mà cỡ 3 chấm kẹo mới đã. Hai cái bô luôn thấy không? À, như là hai cái bô xe. Cái xe này là cái xe tải này là bữa nay khai trương luôn á. Ủa vậy hả? Chở chuyên anh đầu tiên luôn á. Mới đóng xong. Anh nhìn thấy mới tin à. Đồ, nó giữ luôn nha. Anh có ghé của mấy anh chưa? Nó hồi đó nó cũng có chiếc vậy này, Duy này. Ủa? Nó mua bên chiếc. Ồ vậy hả, anh mua bên chiếc hả? Đó, nó mua. Ồ, anh mua năm mấy? Năm 2015. Lâu rồi. 2015. C300 luôn hả anh? C300 2015 là cái phiên bản kia em biết. Cái phiên bản trước phiên bản này là anh mua cái đợt đầu năm 2015 hay cuối? Đầu 2015 á, có phải nói cái phiên nói chung là mua nó vừa ra là lấy luôn á. À, cái phiên bản mới. Ủa hồi đó là anh phải mua cái C250 chứ. C300. C250 hồi đó là em biết nếu mà C250 AMG. Cái gì? 215 á. 215 em nhớ cái đợt đầu tiên nó ra là C250 AMG. Rồi sau đó nó bỏ cái C250 AMG qua cái C300. Đúng rồi. Cái này là lấy cái C300 đó, đúng không? Ok. Chiếc này giấy tờ xong là bao nhiêu? 1 tỷ là mua được rồi. 1 tỷ. Tỷ là gì dính? Dán rồi. Không nghĩ sao mà mẹ 3 chấm thôi 1 tỷ. Chiếc này 3 tỷ 2. Chiếc này, chiếc này mới 1897 bao nhiêu tỷ 9. Rồi chưa lăn bánh. Xe này là chở siêu xe luôn. Nó hạ cái sàn sát của nó. Hồi đó định vô lại mua chiếc cơ mà thấy ở tỷ. Ủa anh mua BM mua Trần hả? Là cái 3 mấy á hả? Sorry 3 mấy. Bây giờ anh còn đi cái xe đó không? Vẫn còn xe mua Trần. Để nhà. Đó là chùm xe ở quê này. Dạ. Nó nhà xe quá trời xe luôn. Anh giờ anh mấy xe rồi? Còn chiếc mẹ nào không? Ủa anh. Chị. Cái này phủ đen hết hả Duy? Phủ kiến đen hết. Cái nó sẵn cái kiến của nó là phía sau màu đen. À, còn đằng trước em làm đen luôn hả? Nhưng mà em dán cho anh hết xe rồi. À. Bữa đó nghe nó nói bây giờ sau này em mua xe em mua mệt nữa cho nên anh để ý á Duy. Thằng này nó chơi xe mà nó nói vậy á, anh để ý. Đáng lẽ là anh mua cái chiếc Audi rồi. Thằng Hùng bên Audi nó gọi anh rồi. À. Có nghĩa là anh đã đi nhiều xe rồi. Thằng này nó đi nhưng rất là nhiều xe. Vẫn muốn quay lại mẹt. Nó nói sau này em mua là em cũng muốn mua mẹt nữa. À. Cho nên nói thằng này nó đi mẹt rồi, nó kết rồi. À. Tại vì thằng mẹt nó an toàn. Nó rất là an toàn. Đó có. Hả? Hay là dọn khu đó để xe vô nhà. Hơi sát không? Mặc dù cái xe này nó hạ cái sàn sát rồi nhưng mà nó cũng rất là sát. Hình như chiếc này thấy ngắn hơn chiếc Út cũ ta. Đâu ở đâu anh? Cũng bằng luôn hả? À. Cái này mới à, dạ, đúng rồi. Đẹp không? Anh thấy đẹp không? Ờ. Nhìn nó ngầu hơn nha. Đẹp hơn cái nguyên bản của nó. Anh đâu có làm mấy cái này là Duy siêu tầm cho anh. Dạ. Mà hồi tối có gắn cái đèn pha, đèn sáng. Nói anh đi nhìn thấy đẹp. Dạ không anh. Cái đó em có bỏ dầu vô chưa? Dạ có rồi. Chưa có tỏ không đâu con. Anh vô đi. Hả? Chỉ vô anh qua đó đi. Nó tự bơm. Không ngồi đây đi. Ngồi đây đi. Anh ngồi đây đi.
này chỉnh ghế Duy. Chỉnh ghế anh, đây. Anh bấm kính lên đi cho nó mát đó anh chị. Mình chưa anh Phong? Đó, đó. Kéo lên, anh móc lên. Nam ơi Nam, lát nữa con về con đi cho ông quà bánh kẹo luôn nha con. 27. Cái này mà muốn tới, muốn cái đằng sau tới nè. Dạ, anh đây, anh đẩy ở đây. Cái này là cái ghế của anh nè. Rồi. Anh đẩy tới thì nó sẽ chạy tới. Đó, anh đẩy lùi nó sẽ chạy lùi. Còn lùi thì anh muốn nâng lên thì anh đẩy nó nâng lên là nó sẽ nâng lên. À, nếu mà nâng nâng anh ấy nâng chưa? Ừ. Đây chưa. Nè, nâng hết rồi đó, nâng hết rồi nó sẽ nâng. Đó, nó nâng đó, nó đưng đưng á, nó đưng á. Dạ, nó nâng cao hết rồi đó. À, nó đưng bằng trước đó nè. Dạ. Còn nếu mà anh Chiến muốn cho cái này này nó chạy vô chạy ra á thì anh Chiến sẽ bấm cái này. Cái nào? Cái gối á. À đây hả? Ờ, nó đỡ cái gối. Dù anh đi đường dài mà anh bị mỏi cái gối á thì nó sẽ đỡ lên. À, nó nâng cái gối mình lên nè. Dạ đúng rồi. Còn dù mà khi mà anh lên xe rồi á thì anh Chiến cái này nó có sẽ nhớ vị trí ghế cho anh luôn. Vậy hả? Có nhớ vị trí ghế, ba vị trí nhớ ghế. Bên em cũng có, bên anh cũng có. Ừ. Nha. Ví dụ khi mà anh lên, anh chỉnh vô lăng, anh chỉnh gương chiếu hậu, anh Chiến chỉnh luôn cả cái ghế ngồi thì anh Chiến nhớ lại. Anh Chiến nhớ lại bằng cách là anh Chiến bấm M, bấm số 1, nó sẽ nhớ lại. À là mình không chỉnh gì nữa hết. Mình chỉnh một lần thôi. Dạ. Rồi mình đưa vô bộ nhớ. Dạ đúng rồi. Rồi khi nào mình lên xe mình chỉ M hoặc 1 2 3 là ngay vị trí mình. Anh thử bấm số M1 đi. M là memory á. M nè. 1. 1 là cái vị trí của anh Chiến, là vị trí số 1. Nếu mình gia lên nó chạy á thì nó chỉnh lại. Thì anh Chiến lên, anh Chiến không cần phải chỉnh lại nữa, anh Chiến bấm cái số 1 giữ luôn. Thì nó sẽ trở về đúng cái vị trí của anh Chiến đã chỉnh ban đầu. Kể cả cái ghế ngồi, cái vô lăng và cái gương chiếu hậu. Ha. Bây giờ anh Chiến chỉnh theo cái thế của anh Chiến. Cái thế của anh. Bây giờ trước hết mà cho cái này vô nè, là đây phải không? Dạ. Đẩy tới ha Duy. Dạ. Cái lưng á. Bây giờ xe này để anh thử coi, ga đạp đâu có sao đâu hả? Đạp đây ga đây rồi. Đây. Đó ga đó. Đó ga. Ga bình lớn. Ga thắng. Ừ, vậy thôi. Cái này gối đầu lên xuống. Anh bấm lên xuống nó sẽ chỉnh gối đầu. Lên xuống anh chỉ bấm lên xuống. À. Nó chạy lên chạy xuống tại được. Cái ghế này mình làm như thế nào á thì anh chỉnh công tắc giống như thế đó, giống vậy. Cái này là hết xuống rồi Duy ơi. Hết xuống rồi. Hết xuống rồi á. Hết xuống rồi. Để anh coi cái thế anh ngồi Duy ơi, có đóng được cái này không? À. Nắng nó cũng là tựa sát rồi, nắng chiếu rồi mà. Nó bị chá mắt em hả? Để anh sao đây. Ok, rồi bây giờ em sẽ chỉ anh Chiến tiếp theo nha. Là cái phần mà cái công tắc chỉnh đèn. Công tắc đèn ở đây nè. Đây hả? Dạ. Ở đó là anh Chiến cứ để auto giùm em. À. Dạ, auto là khi mà nó buổi tối là nó sẽ bật lên, ban ngày nó sẽ tắt. UV hả, nó tự động. Dạ, anh không cần phải nhớ. Ừ. Cái phần đèn là anh để đây thôi, anh không cần đụng tới đèn. Anh cứ để auto thôi. Ừ. Nhiều khi không cần, cả năm anh chạy nhiều khi cũng không cần phải nhớ bật đèn tắt đèn nữa. Ừ. Dạ. Còn dù mà trong trường hợp mà anh Chiến đậu xe như thế này mà anh đợi chị đi mua đồ hay là gì đó sợ chói vô mắt người ta đang ngồi phía trước như thế này. Nếu ban đêm á. Dạ ban đêm thì anh Chiến có thể chuyển về cái chế độ đèn, chuyển đèn mi. Là anh Chiến chuyển cái công tắc xoay qua phía bên tay trái. Dạ. Trái. Đây luôn hả? Tay trái một nấc thôi. Đó. Đây. Dạ rồi nó sáng mờ. Ừ nó mờ. Dạ. Rồi khi nào đi mình bật lại bình thường. À. Còn bên tay phải là gì đây? Ừ, bên tay phải là đèn cos. Nó mở liên tục. À nếu mà không cần cái đó, chỉ chuyển qua đây thôi. Khi nào mà mình đậu tại chỗ, mình sợ là nó bị pha chói mắt ta. Còn bình thường thì cứ để cái chế độ này. Rồi, còn chỗ này là gì đây Duy? À, chỗ đó là cái anh chỉnh tắp lô, cái đèn độ sáng của tắp lô, nhưng mà buổi tối anh mới chỉnh được. Còn ban ngày lúc nào nó cũng sẽ sáng ở mức độ nhiều nhất. À. Buổi tối thì anh muốn giảm cường độ xuống anh rồi, chỉnh. Rồi, sao? Ha, rồi.
Và tiếp theo nữa là cái mà quan trọng nhất của cái xe này là anh phải biết đó là cái cần số xe. À dạ, cái cần số nó nằm ở đây nha. Cần số đây ha. Dạ, chứ nó không phải nằm ở đây. Rồi. Dạ, khi mà anh Chiến đạp thắng, anh Chiến gạt xuống D là chạy tới giùm em. À D là chạy tới. Gạt xuống nè. Dạ. Thử không? Thử nè. Dạ, thắng nha, giữ thắng nha. Rồi nhả thắng từ từ. Anh đang nhả thắng từ từ nó sẽ chạy. Vậy thôi. À vậy ha. Đó, nhích lên thử cho nó. Nhích lên đó. Hình như nó không tắt máy đâu phải không? Nó không. Nó đang chạy mà. Đó, nó chạy rồi đó. Rồi. Bây còn giờ nếu mà anh lùi, anh gạt mạnh lên. Nó lùi. Lùi. Thì khi mà anh Chiến lùi á, đóng cái cửa lại nó giùm em đó. Lùi đó, đây. Khi mà anh Chiến lùi nó sẽ hiện lên camera lùi và có camera 360 độ. Nè, cái này đằng trước kia mình đây phải không? Phía trước nè, phía sau bên hông nè. Camera 360 nè, thấy không? Ở đây nó có cái thềm nhà nè, thấy không? Đó là cái chiếc xe của mình. Rồi mấy anh đang đứng ở phía đó nó gần với xe mình cho nên là nó báo đèn đỏ chỗ này có người đang đứng gần với xe nè. Đó. Có người ngồi đó, anh thấy không? Nó báo đâu? Nè, nè, nè. Hồi nãy nó có đèn đỏ là anh đó, anh đang đứng gần với xe mình đó. Đi nè ha. Dạ, giờ có đèn tàn nữa, chưa gần lắm. Đèn đỏ là nó quá gần. Đó, còn mấy anh đang đứng ngồi nè. Ngồi đây nè. Nè. Cam ga lùi. Còn vụ mà anh đang lùi xe đó nha, anh đang giữ nha, giữ thắng nha. Đó, thì ngoài những cái camera toàn cảnh á thì nó sẽ có những cái camera mà anh muốn quan sát riêng. Chẳng hạn như là phía trước chỗ này, anh thấy nó có một cái đống xà bần nè. Anh sợ là cái chiếc xe mình nó bị quẹt với đống xà bần đó. Anh muốn coi ở phía trước thôi cũng được. Thì anh sẽ chuyển lên trên đây. Cái nào đâu? Em sử dụng cái nào vậy? Cảm ứng nè. Cảm ứng, con chuột cảm ứng nè. Này không? Hoặc là khi mà anh Chiến lan lái xe, anh Chiến có thể chỉnh chỗ này. Nhích lên xíu cho anh. Rồi anh Chiến nhích nhẹ nhẹ lên thôi, nhả thắng từ từ. Anh Chiến cũng mới lái phải không? Anh mới lái là gì vậy? Cái này lúc còn số anh cứ đạp thẳng bình thường, nó không chết máy như xe sàn. Anh đi số anh thích đạp thẳng lúc nào là nhả thắng là đi thôi, chứ xe này không bao giờ tắt máy phải không? Không. Rồi anh đậu sát vô gì đi. Đó, ví dụ anh đang số tới nè. Đó, ví dụ anh muốn coi chỗ này nó có bánh xe của mình, nó có cái nắp cống hay gì đó, anh lùi anh sợ chạy bánh xe á. Thì anh Chiến chỉnh về camera nè, ngay cái nắp bánh xe. Anh Chiến gạt xuống đó. Anh gạt xuống. Thấy bánh xe không? Thấy bánh xe trước mình không? Nè. Nè, bánh xe trước nè, nhúc nhích nè, anh thấy không? Bánh xe sau nè. Đó, anh Chiến muốn xem ở vị trí nào của chiếc xe mình nó sẽ hiện lên trên đây hết. Bánh xe trước nè. Cả hai bên luôn hả Duy? Đúng rồi. Thì hai bên để mình xem cái bánh xe bên đây nó có vướng cái gì không, bánh xe bên đây có gì không để mà anh còn ở đằng sau là đây. Đây. Rồi ok. Ở đây mà nó có cái nắp cống rồi, anh lùi anh biết. Anh thấy nó sợ cắn cái mâm của mình đó ha. Ok. Rồi nếu mà ở phía trước đó, nếu mà anh chạy xe mà nó có con mèo con chó gì nó nằm ở đó, anh sợ nó cán lên con mèo con chó thì mình lên chế độ này. Đây. Nè, đưa lên nè, đưa lên. Trước đó. Toàn bộ đằng trước mà ở dưới của mình á. Cả ở trên và ở dưới luôn. Đây. Còn ví dụ như mình muốn coi đằng sau trước khi mình ve. Dạ, là khi mà anh lùi nó hiện lên phía sau mặc định rồi. Khi lùi là phía sau nó mặc định gì rồi. Vậy ha, là nó tự nhảy cái chế độ đó ha. Dạ. Đó, anh thấy không? Rồi. Ok. Coi anh kiểm tra lại ngay chỗ mà cái bánh xe nè. Đây nè, thấy không? Nếu mà anh muốn coi bánh xe của anh không? Cho mình đậu xe đó. Rồi. Hoặc là anh đi vô cái khu vực chợ, anh sợ mà có người khác đang ngồi ở dưới anh không có thấy á. Thì anh sẽ chuyển Duy, còn cái tròn này Duy? Anh bấm đậu lại đây nha. Bấm đậu lại đây nha, B nha. Bấm vô B là đậu, bấm vô. Cái này bấm vô là đậu. Đậu, đúng rồi. Là dừng lại á. Bây giờ anh thả thắng ra là ok bình thường rồi ha. Rồi. Vậy là khi đậu thì mình bấm đây thôi. Dạ. Đúng không? Khi đậu mình bấm đây thôi. Đậu rồi đó, anh bấm cái xong rồi nó B rồi. Đó, anh thấy không? Chú Chiến cho thấy mình có chữ B nè. B nè. B đó. Nó sẽ bật. Cái này ba cái chế độ nè Duy nè. Đã. Tiến lùi và số mo. Số mo ở giữa. Đó. Ok, thì khi mà anh Chiến lái xe, anh Chiến muốn hoạt động mà sử dụng cái màn hình bên đây á thì anh Chiến sẽ sử dụng nguyên cụm này. Cái cụm chỗ này nó điều khiển màn hình này. Đó, anh Chiến đang lái xe, anh Chiến vẫn thao tác sử dụng được bình thường. Ha. Cảm ứng nè. Cảm ứng trên đây. Đây an toàn hơn. Cái chính giữa này cảm ứng đây ha. Đó.
thì cái nút cảm ứng này nó sẽ giống như trên cái điện thoại BlackBerry á, có xài anh sẽ biết cái đó. Đó, rất là tiếng Việt không rất là đơn giản ha. Dù anh muốn chỉnh cái màu đèn viền này thì anh chỉ việc vào cài đặt đèn. Ví dụ. Rồi anh Chiến bấm vô. Anh vô. Đó, đèn trang trí nội thất. Tại vì cái xe của anh Chiến có tổng cộng là 64 màu đèn viền. Cho nên là khi mà anh Chiến chỉnh, anh Chiến vào đây chỉnh chọn. Nhưng mà cái này em đã chỉnh màu rồi ha. Anh thích màu nào anh chọn màu đó. Ví dụ nè. Đó. Thì màu đang lúc nào cũng đang có sẵn hết. Anh Chiến thích màu nào anh Chiến chỉnh thôi. À, nó thay đổi màu đây nè. Dạ. Hoặc là nó thay màu đây nè. Buổi tối anh Chiến sẽ thấy rõ đây nè anh Chiến nè. Đúng không? Hoặc là những cái đèn trong đây anh sẽ thấy rõ luôn. Cái này khi mà anh Chiến chuyển qua gì nè anh Chiến, cái cách sử dụng cái tua bin gió này nè, là khi anh Chiến xoay qua gì á là gió nó không có ra, ngược chiều kim đồng hồ là gió nó sẽ không có ra, nó đóng lại. Còn nếu mà anh Chiến cho muối cho gió ra thì anh Chiến xoay cùng chiều kim đồng hồ nè, gió ra. Vậy ha. Còn nếu không anh Chiến xoay lại vậy thôi. Gió ít gió nhiều thì mình phải ấn vô hả Duy? Không có ấn xoay thôi. Cứ để vậy thôi. Dạ. Đó, đơn giản không? Nếu mà xoay qua trái á, là không cho gió gió ra còn ra ít phải. Mua nhiều thì mình tăng đơ cái này thôi, ít nhiều thôi. Rồi tăng lạnh. Tăng lạnh thì nhiệt độ lạnh ở đây, nguyên cái khu vực này để chỉnh máy lạnh. Nha. Nhiệt độ máy lạnh nè, anh thấy đỏ và xanh đó. Đỏ và xanh. Đó, tăng lên là đỏ là nóng nè, giảm xuống là xanh nè. Nó hiện trên đây hết. 17 độ C. Chỉ cần lúc này thôi. Dạ. Bên anh thì anh chỉnh nhiệt độ khác, bên em thì em chỉnh nhiệt độ. Cái này là bên phần của em bên đây. Dạ, đó, nhiệt độ hai bên khác nhau. Đó, cho mỗi người sử dụng khác nhau. Anh thích nóng thì nóng, em thích lạnh. Đây là bộ phận máy điều hòa. Nè, em nói nè, đây là cái nút mà lạnh và nóng nè. Cái này anh biết này là gì không? Cái này anh thấy cái gương nè. Cái gương có mũi tên nè. Đây là cái hướng gió của máy lạnh. Anh muốn cho vô kiến á thì anh sẽ chọn vô đây. Đó nè, anh thấy không? Dù anh đi buổi trưa mà nắng nó trực tiếp vô cái gương á, nó nóng á, thì anh cho gió máy lạnh nó thổi từ cái hướng này. Lên đây. Ha. Còn nếu mà anh cho nó cái gió cho vô cái như thế này. Bây giờ cho vô gió trong kính nè. Thì mình chỉnh cái chế độ này đó. Nè. Cái này á là cho gió vô kính, vô người. Vô người nè, vô kính nè, vô người và cả vào vô trong cái này vô người nè. Chân luôn. Cái mũi tên nè. Đó. Vô người nè. Nào không, anh phát hiện luôn cái phần sáng nè. Đây nè, ví dụ nè. Vô người nè, vô kiến nè. Vô người vô kiến. Còn vô người không nè. Vô người không nè. Còn nếu mà vô người và vô chân luôn nè, hả nào? Vô người, vô kiến, vô chân luôn. Cái đó là ba chế độ. Rồi. Đó, ví dụ mình cho nó vô trong cái phần người vô không thì chỗ này nó sẽ thổi gió thôi, nó sẽ không thổi gió ở phần này. Đó, còn anh thích thổi gió vô trong kiến luôn thì cho vô cái này. Đó. Rồi, cứ để im vậy là chứ không có enter vậy phải không? Dạ, cứ tắt ra vậy. Đó, nè, anh thấy không? Rồi, nó hiện lên đó. Thì gió chỗ này sẽ có. Đó, chỗ này có gió. Đơn giản anh ha. Rồi anh này sao anh thấy anh quen quá Cái thằng này nó hay. Em có gặp ảnh hay sao á? Thằng này nó làm nhà xe. Nhà xe Kim Hùng, nó kinh doanh xe chở khách. Hình như em có gặp ảnh rồi giờ chưa ta? Em bán ở trong đó năm mấy? Em là 2014 là em đã có làm. Đó, nó 2015 nó vô trong đó, nó mua cái chiếc C300 nó đem về đó. Auto là gió máy lạnh nè anh em, auto nè, tăng quạt giảm quạt nè, anh nhìn ký hiệu anh biết ha, tăng quạt giảm quạt auto nè. Cái này là sửa kiến, mát là sửa kiến. Dù mà khi mà anh đi mà đậu mà trong trời mưa thì đậu trời mưa mà anh hồi anh đi ra xe anh thấy kiến nó bị mù quá, kiến nó không có thấy được nữa thì anh bấm cái này nó sửa ha. Rồi menu là chỉnh nè. Menu ví dụ như anh chọn cái chế độ tạo hương thơm. Chờ anh chút. Alo. Duy đừng có tự sát, ngồi xịt lên tí nó sáng. Mình ngồi cái lưng đừng có tự sát vào ghế, ngồi lên là có cái phản của đeo mình nó sáng hình. Dạ, bây giờ đang là 11 giờ 20. Ngồi lên, đưa người lên, đưa. Dạ. Đấy, ngồi theo kiểu như vậy để hờ cái này này. Thì nó phản ánh sáng vào đấy, nó mới sáng hình chật. Ngồi tựa vào nó tối. Dạ, rồi, bây giờ con đưa vô luôn. Bình của cậu là bình màu trắng ha, màu đứng cậu ha, màu gì á? Màu xanh, dạ rồi. Duy chờ xíu anh vô lấy chai nước uống Duy ơi, khát nước quá. Vậy hả? Cầm tay mấy cửa á.